Ok, vậy là bây giờ đó nha. Chỉ còn một xíu nữa thôi là mình sẽ hoàn thiện xong được cái cánh cổng địa ngục này. Và hãy tiếp tục thôi nào. Đặt một cục ở đây và ở đây nữa. Xong rồi kéo xuống. Thế là tên tên, mình đã hoàn thiện được đó nha, một cánh cổng địa ngục rồi. Tuy nhiên có vẻ như là cái cánh cổng này của mình đó hả, nhìn nó hơi bị vuông. Mà thôi kệ đi, mình thích những cánh cổng địa ngục mà nó vuông vuông trông như thế này. Và bây giờ đây đó hả, sẽ là lúc mà mình sẽ dùng dụng cụ đánh lửa. Đây rồi nè, và tan tan. Một cánh cổng địa ngục cuối cùng đó nha, cũng đã hoàn thiện trong thế giới Minecraft ngày hôm nay. Và đó hả, để có thể làm được cánh cổng địa ngục này nè, mình đã tốn rất 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 là nhiều thời gian luôn mới có thể hoàn thiện xong. Và mình nghĩ rằng là bây giờ trời á thì cũng đang chuẩn bị là tối rồi á, mà mình nghĩ rằng mà trời tối á thì xuống cổng địa ngục đó nha thì cũng hơi nguy hiểm, mình thấy là như vậy. Cho nên chắc là bây giờ mình sẽ tạm thời đi ngủ đi, rồi sáng ngày mai đó nha, khi mình thức dậy là mình sẽ bắt đầu xuống dưới cổng địa ngục, xuống dưới địa ngục ngay lập tức luôn, và mình sẽ đi khám phá lâu đài địa ngục cũng như đó hả là đi quýnh lộn với lại những con hả quỷ lửa nha, hơi bị hay á. Rồi bây giờ mau chóng đó hả, lên giường ngủ thôi nào, và ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ bận rộn đây. Rồi, lên giường ngủ thôi, ngủ nào. Ôi, từ. Cái tiếng gì vậy? Hả? Bây giờ ở bên ngoài đã là trời tối rồi, mà hả, mình đang nằm ngủ trên cái giường này thì bỗng dưng mình nghe thấy có tiếng động gì đó. Tuy nhiên, cái tiếng này nghe kinh dị lắm, nghe như kiểu đó hả, là tiếng đến từ địa ngục vậy á. Và, ơi, bây giờ mình còn nghe được luôn cả tiếng ai đó đang chạy kìa, hình như ai đó đang hét lên cái gì á. Mà cái giọng hét này nè không phải đó hả là cái tiếng hét mà gọi là ở nhà hoảng sợ hay là bị gặp cái gì đâu, giống như đó hả là có người đang muốn phá cái gì á. Chuyện gì nó diễn ra vậy ta? Và đâu có thử coi. Từ từ, mình nhìn thấy có ai đó kìa. Wait, what? Có ai đó đang đứng ngay cạnh cổng địa ngục của mình. Và ơi, một ông dân làng, và trên tay của ông ta đó nha đang cầm một cái rìu, hình như là ông ta đang muốn phá hủy cánh cổng địa ngục của mình á. Từ từ, mau chóng xuống dưới nhà coi và ngăn cản ông ta lại, chặn ông ta lại trước khi đó hả ông ta phá hủy hết cánh cổng địa ngục của mình. Nè ông Nhân Làng ơi, ông bình tĩnh coi ông làm gì vậy. Ông Nhân Làng, trời đất ơi, nhìn nè, ông ta giận dữ ghê luôn á, và ông ta đang cầm cái rìu. Ông Nhân Làng ơi, ông tính làm gì vậy? Không Nhân Làng, dân làng rất giận dữ, KSD, cậu phải đập bỏ cánh cổng địa ngục này ngay lập tức. Dân làng rất giận dữ nói. Hả? Ông nói sao? Tôi sẽ phải đập bỏ cánh cổng địa ngục này ngay lập tức hả? Nhưng mà vì sao cơ chứ? Cánh cổng này cứ liên tục tạo ra âm thanh kinh dị rất đáng sợ. Hả? Ông nói âm thanh kinh dị rất đáng sợ là sao? Và tại vì nó mà tôi té ngã chảy cả máu chân đây. Đúng thiệt, nhìn kìa, chân ông dân làng này toàn dính máu không à. Nhưng mà tôi đó hả sẽ không thể tài nào phá hủy cái cánh cổng địa ngục này được. Tôi đó nha đã tốn cực kỳ nhiều thời gian cho nó luôn á. Bây giờ phá hủy đó hả là mọi thứ thành công cốc, thành công toi luôn á. Đập bể cái cổng này ngay nhanh lên. Âm thanh của nó kinh dị quá, dân làng rất giận dữ hét lên. Ê, rồi. Ok. Ông dân làng ơi, bây giờ đó nha, tôi đã nghĩ rằng đó hả là tôi sẽ tìm cách, ông yên tâm. Tôi sẽ tìm cách đó hả để làm cho cánh cổng này không tạo ra tiếng động nữa. Còn ông đó hả về nhà ngủ đi nha. Làm ơn tin tôi đi, thiệt luôn á. Tôi đó nha sẽ tìm mọi cách luôn để cánh cổng địa ngục không tạo ra tiếng gì hết trơn á đó. Ông đừng có lo, mau chóng về nhà ngủ đi. Nguôi giận đi mà ông nhân làng. Ông nhân làng ơi, nguôi giận nha. Rồi sáng ngày mai đó hả, tôi đó nha là sẽ gọi là đền bù cho ông chắc chắn rồi. Tôi đó hả sẽ trông thiệt là nhiều kim cương luôn nha. Nè thấy ông nói thiệt mà, trong người của tôi bây giờ đó nha còn có một cục kim cương nè, ông yên tâm, ngày mai tôi sẽ đền bù cho ông, đừng có lo. Trong nhân làng, làm ơn đi về nhà ngủ đi mà, làm ơn luôn á. Thôi được rồi, cậu lo mà liệu hồn và lo liệu cánh cổng địa ngục này đi, tôi về ngủ đây. Trời đất ơi, cảm ơn ông nhân làng nhiều nha. Ông nhân làng ơi, hãy cứ yên tâm đi, chắc chắn đó hả là tôi sẽ tìm mọi cách có thể để cái cánh cổng địa ngục này không tạo ra tiếng động gì nữa, ông đừng có lo nha, chắc chắn là như thế luôn á. Hay à, dạ, đúng là khổ thiệt sự luôn mà. Và có vẻ như công nhân làng đó ông ta đã bỏ về nhà rồi, nhưng mà cái chuyện quá gì vậy nhỉ, tại sao ông dân làng giận dữ đó lại nói rằng đó nha là cái cánh cổng địa ngục này cứ liên tục phát ra âm thanh kinh dị đáng sợ là sao ta? Đúng là khi á hả mình lại gần cánh cổng địa ngục này á, mình nghe kỹ á thì mình thật sự có nghe tiếng, nhưng mà mình thấy rằng nó nha cái tiếng này bình thường mà ta, đâu có gì ghê đâu nhỉ.
Vậy thì cuối cùng là ông nhân làng kia ông ta đã nghe thấy cái gì? Hay là có khi nào cái âm thanh mà hồi đợt đầu tiên lúc mình nghe thấy khi mình vừa thức dậy đó nha, chính là âm thanh đến từ cánh cổng địa ngục này không ta? Nhưng mà không thể được. Đúng rồi, cánh cổng địa ngục trong thế giới Minecraft làm sao đó nha có thể phát động ra được cái tiếng âm thanh kỳ lạ như vậy cơ chứ. Thiệt là khó hiểu quá đi à. Mà thôi, kệ vậy. Chắc là tầm này bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ thử dùng cái đá cuội đi. Mình dùng đá cuội đi, mình xem như thế này nè. Nói chung là mình cũng không biết cách thế nào để có thể gọi là giảm bớt âm thanh tiếng ồn được, nên chắc là bây giờ mình sẽ làm cách này, là một cách gọi là đơn giản nhất luôn á. Mình sẽ dùng cái đá cuội cũng như là mình dùng vỏ sồi này nè để mình tạo ra một cái rào chắn như thế này. Và mình nghĩ rằng nó nha, là với cái rào chắn đơn giản như thế này á thì chắc chắn là tiếng động sẽ không phát ra được và tiếng động sẽ không truyền vô được ngôi làng đâu. Tạm thời là như thế đi, chứ thật sự là mình cũng bó tay luôn rồi. Rồi thôi, bây giờ mau chóng quay trở về lại nhà ngủ rồi nào. Và làm ơn lần này hãy cho tôi nữa nha, có được một giấc ngủ cực kỳ bình yên đi. Ngày mai là ngày bận rộn rồi, mà hả ngủ không đủ á là kiểu gì ngày mai cũng mệt mỏi và hả chắc mình ngất xỉu trong địa ngục luôn á. Rồi, lên giường ngủ thôi nào, let's go. Ôi trời đất ơi, lại nữa rồi. Lại một lần nữa, mình lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh đó. Những âm thanh cực kỳ kinh dị luôn, và giống như là nó phát ra từ địa ngục vậy đấy. Âm thanh mà vô số những tiếng la, những tiếng hét, rồi những tiếng quỷ dữ. Ơi, cái gì thế? Sao bỗng nhiên mình lại nghe thấy đấy nha, có tiếng gì đó mà giống như đó hả, là có ai này bị lôi đi sền sệt vậy đó. Ai đó bị gì trong ngôi làng của mình hả ta? Cái gì thế nhỉ? Mình quan sát thử coi bà. Ơi, cái gì vậy? Sao mà tự nhiên? Wait what? Sao mà cổng địa ngục lại dính máu đây? Rồi còn chưa kể nữa là cái bức tường mà mình đã làm nên để chặn chiếc cổng địa ngục đó nha, cũng dính máu luôn. Wait what? Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì nhỉ? Ơi, mau chóng xuống nhà lần nữa coi, lần này đó hả, là tiếp tục là xảy ra chuyện gì đây? Mình thật sự không hiểu luôn á. Và coi thử coi, oh my god, mình có đang nhìn lầm không vậy trời? Coi nè, ông nhân làng này là, từ, chân của ông ta chảy máu. Vậy đây đó nha, chính là cái ông nhân làng giận dữ hồi nãy mà ông ta đã muốn tới đây để mà phá cái động địa ngục á. Hình như ông ta bị giết rồi. Mà điều kinh khủng nhất đấy nha, là khi ông ta bị giết, ông ta đã bị lôi vào bên trong cánh cổng địa ngục này. Ôi, nhìn kinh khủng không? Một cái chết mà ngay cả đó nha, cái xác chết đó hả, còn dính lại trên cổng địa ngục nữa. Nhìn đáng sợ thiệt sự luôn á, ông ta chảy máu me quá trời luôn kìa. Và các bạn ạ, đây đó hả là cảnh tượng kinh dị đấy nha. Đó là những bạn nào đó hả sợ máu me, sợ cảnh tượng kinh khủng á, thì mình nghĩ rằng là nên nhờ ba mẹ, bạn bè, người thân coi chung cho đỡ sợ nha. Chứ mình sợ rằng đó hả, các bạn sẽ ám ảnh mất luôn á. Và ơi, lại một lần nữa. Và lần này đó nha, mình chắc chắn rồi, những cái âm thanh kinh dị từ địa ngục mình nghe được chính là phát ra từ cánh cổng này nè. Thực sự tất cả mọi chuyện đó hả, chính là do cánh cổng này. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì đây ta? Hay là mình liều mạng thử hả? Rất có thể đó nha, đã có ai đó đứng ở đằng sau cánh cổng này, hoặc là đang ở thế giới bên kia. Và hả, cái thực thể đó, hoặc là hắn ta đã giết ông nhân làng rồi kéo ông nhân làng vào đây đó. Được rồi, xin lỗi ông nhân làng nhiều nha. Tôi đó hả sẽ phải mạn phép đè người của ông vậy. Mà bây giờ tôi sẽ vào cánh cổng này mà trả thù cho ông. Rồi, vô nào, let's go. Hôm nay là một chuyện sẽ bình thường. Nhìn sợ quá đi à. Và ok, cuối cùng mình đã vào được cổng địa ngục rồi. Vào đây nè, đây chính là địa ngục đó. Địa ngục trong thế giới Minecraft nhìn cũng kinh khủng và kinh dị thiệt sự ha, đáng sợ ghê luôn à. Và có một điều nữa nha mà mình nhận ra rằng á, là cái âm thanh của địa ngục ngày hôm nay trong thế giới Minecraft không giống như bình thường, mà cái âm thanh này đó hả, nó kinh khủng và kinh dị hơn mọi khi luôn á. Thật sự rất là đáng sợ luôn. Ôi, từ, hình như là mình nghe tiếng thì thầm của ai á. Và cái tiếng thì thầm này nè, giống như là của quỷ dữ vậy đó nha. Rồi, tiếng bước chân nữa. Ở đâu vậy ta? Thôi được rồi, để bây giờ mình tiếp tục di chuyển đi. Mình sẽ đi. Và để coi thử xem là liệu đó nha, cái âm thanh đó là đến từ của ai. Và liệu có phải do âm thanh đó là do cái tên đó để giết chết ông nhân làng hay là không nha. Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ có được manh mối mà thôi. Và
mình nghe cái âm thanh nó ghê lắm luôn á. Âm thanh gì kinh dị vậy trời? Ôi, có ai đó dưới đó kìa đúng không? Thật sự là như thế, nhìn kìa, có ai đó dưới đó á. Và nhìn hắn ta ghê lắm luôn kìa. Ôi, nhìn hắn ta như Hero Bride vậy đó, mà khuôn mặt của hắn ta ghê gọn hơn nhiều. Có một cái miệng dài và chảy máu rất là nhiều luôn á, có răng nữa. Đâu, thử lại gần coi, tay của mình có cây rìu sắt nè. Nếu như chuyện xảy ra đó nha, là mình dùng rìu sắt mình quấn hắn ta liền luôn. Và lại gần coi, ôi nhìn đáng sợ ghê luôn á. Hắn ta đang làm gì vậy nhỉ? Hay là hắn ta có phải chính là kẻ giết nhân làng không ta? Hắn ta đang làm gì vậy ta? Ôi, ôi nổi da gà luôn á. Coi kìa, hắn ta nhìn mình. Ôi, và hắn ta biến mất rồi. Hả? Hắn ta biến mất rồi, vậy thì bây giờ hắn ta đang ở đâu trời? Hắn ta đang ở đâu? Ôi, hắn ta hù mới mặt mình kìa. Hắn ta hù mặt mình đáng sợ luôn á. Trong kia kinh khủng á. Thôi, về lại lên. Ở đây không an toàn, về lại lên coi. Về lại lên. Cái gì đây? Coi kìa. Nhìn nha, trên cái bàn chắc của mình hiện nó quá chạy dẫn luôn kìa. Cút ngay, cút ngay. Cái gì vậy? Thôi, Về lại nhanh lên. Đáng sợ quá đi à. Thiệt sự luôn á. Tôi ông nhân làng ơi, xin lỗi ông nhân làng nhiều nha. Nhưng mà tôi không thể nào giúp ông nhân làng được đâu. Tôi sẽ phá vỡ cánh cái lòng địa ngục này. Không có cách nào khác hết trơn đó. Mình không có cách nào hết trơn đó. Phá hủy lại lên coi. Mình phải ngăn tình trạng đó. Rồi ok, mình phải ngăn lại chứ nếu không đó nha. Mình mà còn để cánh cổng địa ngục ở đây hay là kiểu gì đó, con quái vật đó cũng sẽ quay trở lại và hù mặt mình đó coi. Đáng sợ ghê luôn á. Thiệt sự kinh khủng ghê. Tự nhiên đó hả, nó hù vô mặt của mình mà bây giờ không chịu quay trở về nhanh nhanh và phá hủy cánh cổng, là bị hù nữa cho coi. Thiệt sự luôn. Vậy thì thật sự luôn, nếu như đó hả mà cánh cổng địa ngục mà phát ra những âm thanh kỳ dị như vậy, thì chắc chắn bài học đầu tiên của mình cũng như là cuối cùng trong thế giới Minecraft, đừng bao giờ vào cổng địa ngục nếu như cái tình trạng đó xảy ra. Đáng sợ ghê luôn. Và các bạn ạ, qua video Minecraft ngày hôm nay, mình nghĩ rằng đây sẽ là một bài học dành cho tất cả các bạn đấy. Nếu như một ngày nào đó vô tình trong thế giới Minecraft của các bạn nghe thấy được những âm thanh kinh dị và kỳ lạ đến từ cánh cổng địa ngục, thì hãy phá hủy cánh cổng đó ngay lập tức. Bởi vì rất có thể đằng sau cánh cổng đó có một con quỷ dữ đang lăm le và đang chờ đợi để bắt cóc tất cả những người dân, tất cả những layer Minecraft sang thế giới bên kia đó. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Into you, yeah, I'm faithful.